Abraham và ba người khách lạ. Abraham tiếp đãi ba người lạ và nài xin Chúa đừng hủy diệt Sodoma và Gomorrah. Khi Abraham đang ngồi ở cửa lều gần cây sồi Mamre, ông ngước lên và thấy ba người đàn ông đứng gần đó. Kinh Thánh nói một trong ba người này là Đức Chúa. Abraham sụp lại và nói: "Xin để tôi đi lấy nước cho các ngài rửa chân rồi nghỉ lại đây. Tôi sẽ đi lấy ít bánh mời các ngài trước khi các ngài lại tiếp tục lên đường." Abraham vội chạy xuống kêu vợ nướng bánh. Ông chọn một con bê tốt nhất và giao cho đầy tớ xẻ thịt và làm món. Rồi ông lấy sữa tươi và sữa chua ra đãi khách. "Sarah vợ ông đâu?" họ hỏi. "Dạ, trong lều," Abraham đáp. Rồi một vị khách nói: "Khoảng ngày này sang năm tôi sẽ trở lại và Sarah vợ ông sẽ có một con trai." Bà Sarah đứng nghe gần cửa lều. Bà cười và tự nhủ: "Mình già thế này mà sinh con sao? Abraham cũng là một ông lão rồi." Chúa hỏi Abraham: "Tại sao Sarah lại cười mà nói, mình già thế này mà sinh con được sao? Với Chúa thì có gì là khó? Năm tới tôi sẽ trở lại vào giờ này và Sarah sẽ có một con trai." Sarah sợ hãi nên nói dối: "Tôi có đâu cười đâu." Nhưng Chúa đáp: "Bà có cười mà." Các vị khách đứng dậy đi tiếp và ông Abraham đi theo tiễn họ trên đường. Chúa nói: "Ta có nên giấu Abraham việc ta sắp làm? Dòng dõi Abraham sẽ trở thành một dân vĩ đại và hùng cường, và nhờ ông mọi dân trên trái đất sẽ được chúc phúc. Ta đã chọn ông và Chúa sẽ thực hiện những gì đã hứa với Abraham." Các vị khách nhìn xuống phía thành Sodoma. Chúa nói: "Dân thành Sodoma và Gomorra đã quá hư hỏng. Ta sẽ xuống xem chúng đã trở nên xa đọa như thế nào." Hai trong ba vị khách bắt đầu đi xuống phía Sodoma. Abraham lo lắng vì biết Lot, cháu ông và gia đình nó đang sống trong thành. Abraham vẫn đang đứng cạnh Chúa. Ông nài xin: "Chúa sẽ tiêu diệt những người công chính cùng với những kẻ tội lỗi sao? Nếu có 50 người công chính trong thành, Chúa có tha cho thành không? Đấng xét xử toàn trái đất sẽ xét xử công minh chứ?" Chúa đáp: "Nếu ta tìm được 50 người công chính trong thành, ta sẽ tha cho cả thành." Abraham lại nói: "Bây giờ con dám cả gan xin với Chúa, dù con chỉ là bụi tro, Chúa có tha cho thành nếu ở đó có 45 người công chính không?" "Chỉ cần tìm được 45 người công chính," Chúa đáp, "ta sẽ không phá thành." "Nếu chỉ có 40 người công chính thì sao?" Abraham hỏi. Chúa đáp, "Vì 40 người công chính, ta sẽ không phá thành." "Xin Chúa đừng giận và cho con nói," Abraham nài nỉ. "Nếu chỉ tìm được 30 người công chính thì sao? Ta sẽ không phá hủy thành nếu có 30 người công chính." Chúa đáp, "Vì con đã bạo gan nói, nếu chỉ có 20 người công chính thì sao? Vì 20 người công chính, ta sẽ không phá hủy thành." Chúa đáp, "Xin đừng giận con và cho con nói tiếp, nếu chỉ tìm được 10 người thôi. Vì 10 người công chính ấy, ta sẽ không phá hủy thành." Chúa nói. Rồi Chúa rời nơi đó.
Còn Abraham trở về liều mình.